Ok, hai xin bạn chúc mừng lại trở lại với channel của mình là Nam này. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi du lịch qua Canada. Mình sẽ qua xe qua Canada trong Free Fire thì nó có gì đặc biệt nha. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu nào. Let's check it out. Thì đầu tiên mình sẽ vô trang sự kiện trước cái đó. Trong sự kiện này nó mình có thể đổi mấy cái mảnh mới, lấy cái mấy cái mảnh mình lấy mấy cái bộ chế tóc cũ đổi cái mảnh chế tóc mới. Ô, nộp một kim cương tặng vô sếp các bạn ạ. Ghê thật sự. Sao vậy, bên này hình như nó ưu đỡ người trang nữa, đổi mấy cái này thành mấy cái vé luôn nè. Ô, mình chia sẻ mình thấy nhận được cái bộ đồ này, còn ở bên Việt Nam là mình phải mua các bạn ơi. Sự kiện giảm giá 90%. Để nhập ngày đầu rồi nó sẽ cho mình một cái vé quay vào. Ô, ngon dữ, cây gậy bóng chày ngon đó bạn ơi. Đang nhập 5 ngày là có luôn á. Ô, cây bóng chày ngon đó bạn ơi. Nhưng mà Việt Nam không có, nhưng mà Canada có. Để mình tra thử chặn đối thường đó bạn. Nếu lâu quá thì mình sẽ thoát chặn luôn mà. Thấy mình chơi ngôi, mình thấy mình nguy hiểm quá. Để tìm chặn ra. Có mấy sự kiện ngon thật các bạn. Cái sân chợ nó không có gì khác các bạn ơi, nó cũng giống như bên Việt Nam thôi bạn ơi. Rồi, phải có pháo hoa cho đẹp đó. Xin lỗi bạn nha, có người gọi tới thôi để mình đang quay video. Ta bỏ xếp hạng cái mục rồi. Nhảy vừa xuống cái đá khu này ở trong tự chiến cũng có rồi các bạn. Chơi thử đấu chịu rồi sau bữa nay cái cho mình cái bữa nay chắc mặn lót các bạn ơi, nó giật quá do mình cái lối cái đường mặn té nó bị hơi bị lót các bạn không cảm nha. Nên xuống mình lượm xuống cái nhảy cái đó mà. Server hôm nay server bên đây không biết nó có nộp nhiều không, chứ có hồi mình qua server Mỹ các bạn ơi nó nộp nhiều và là. Nếu các bạn bình luận muốn mình làm qua server Mỹ thì các bạn nhớ comment ở dưới để mình làm nha các bạn. Ok, lái mà 1-1-4. Ok, chưa kiếm được khẩu súng trường nữa các bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu đi tìm vũ khí các bạn ơi. Tìm khẩu súng đi, tìm khẩu scar cũng được các bạn ơi. Rồi skin tiếp. Sau khi gặp skin, mình tra skin không có giỏi, mình tra chủ liên với lựa mấy cái súng kia thôi. Chứ mình tra skin mình chơi ngu được mà. Ê, bờ rồi. Mấy thằng co này. Ô, thằng này mặc nó bám mà ơi, con này giờ nó hiếm lắm hả. Đi đâu. Tao chạy hả bạn. Cho đi đái luôn đúng quý vị. Rồi sao nào để mình tao mình lút đồ thử cái súng gì má. Ô, khẩu UMP nó giật chết luôn mà. Cái khẩu nó bán là cái tâm từ nó to ra giống cây skin mà 1-1-4 nha, cho nên nó khó bán. Mà 1-8-5-7 à, cái khẩu skin nó mạnh thôi à. Mạnh thiệt. Giờ dù nó đã bị giảm sức mạnh nhưng mà nó vẫn mạnh. Thời gian cũng đủ chết, nếu đứa nào không mặc gió. Ok, có mà 1-1-4 luôn mà ơi, mà bên Nam rồi. Thôi chắc là mình sẽ thoát chặn đấy mà ơi. Thôi đi mình thoát đã. Rồi mình đã có tài sống trời rồi bạn. Mình quay review bên này cái skin súng nó có giảm sức mạnh cho mấy server Brazil không mình cũng không biết nữa, để mình qua thử. Hay là giống như Việt Nam nè.
Go fast or go home. Ủa, nhân vật của xong đi mình coi thử. Ủa. Ủa xong có sơn tùng MTB ta. Ủa có thông sinh skin bên đây nó cũng giống ở bên Việt Nam mà và có sát thương. Chỉ có server Brazil không có các bạn. Mong sẽ cho skin này nó bỏ mấy cái tàn sát thương nữa các bạn ơi. Cảm ơn thanh niên mà giàu là chết luôn á. Tự nhiên xuất hiện cay thật sự. Mình còn cay nhất là nhân vật Rondo các bạn ơi. Nhân vật cái bá và là cấp cuối cái nó máu cực trâu luôn. Và video của mình đến là hết. Rồi bye bye các bạn trong video sau. Hẹn gặp lại. Bye bye.